Xin chào mọi người, mình là Châu Lê, Senior Mobile Afro đến từ Google Lab. Mình xuất thân từ bộ phận mình Marketing for Mobile. Mình có cơ hội được làm việc tại S-Way Việt Nam, một agency Mobile Marketing đến từ Nhật Bản. Đây cũng là đơn vị được tiên phong đưa hình thức bộ phận mình Mobile Marketing về Việt Nam. Sau 3 năm làm việc tại S-Way thì mình có cơ duyên được làm việc tại Google Lab. Google Lab là Mobile Studio, bọn mình làm tất cả mọi việc từ việc lên ý tưởng cho ứng dụng, thiết kế ứng dụng và đưa ứng dụng lên store, tìm kiếm user và kiếm tiền từ những user mà bọn mình tìm được. Bọn mình có cơ hội được bắt đầu với Google Lab như là một marketing đầu tiên vào năm 2017, và hiện nay năm 2020 chỉ từ một cái mobile studio vốn chỉ có vài ngàn user, daily peak user mỗi ngày, thì hiện nay bọn mình đã có tới vài trăm ngàn. Thì điều gì giúp bọn mình tăng trưởng trong một thời gian ngắn như vậy? Có hai phương thức giúp bọn mình tăng trưởng một cách nhanh chóng và ổn định như vậy. Thứ nhất là A/B testing và thứ hai là ASO. Vì thế hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một chủ đề, đó chính là A/B testing và những key metric để mình đo cái sự thành công trên cái ASO của mọi người.